Rồi, hôm nay chúng ta học sang câu hỏi số 45 ha mọi người. What are the two major political parties in the United States? Trả lời: Democratic and Republican. Chúng ta cùng qua phần hiểu nghĩa để học từ mới. What, cái gì? Are, là. Two, hai. Major, chính. Political, chính trị. Party, đảng. Số nhiều thêm ES, parties in, ở the United States, Hoa Kỳ. Democratic, dân chủ. And, và. Republican, Cộng Hòa. Hiểu nghĩa câu hỏi: hai đảng chính ở Hoa Kỳ là gì? Trả lời: dân chủ và Cộng Hòa. Mọi người cùng luyện nghe với ba lần đọc nha. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. Và nghe rút gọn từ khóa chính là two major political parties. Two major political parties. Mọi người cùng tham khảo phiên âm sang tiếng Việt câu trả lời nha, và cùng đọc với Rana. Democratic and Republican. Democratic and Republican. Bây giờ chúng ta luyện nói nha, Rana hỏi còn mọi người trả lời. Bắt đầu. What are the two major political parties in the United States? Tốt lắm, thêm một lần nữa. What are the two major political parties in the United States? Sau cùng là phần phụ. Thì Hoa Kỳ có hệ thống đa đảng, thường có hai đảng chính trị chính. Kể từ những năm 1860 thì hai đảng chính này là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ có nhiều ghế nhất ở trong Hạ Viện, trong khi đảng Cộng Hòa thì chiếm đa số tại Thượng Viện. Và ngoài hai đảng chính này ra thì còn có một số đảng nhỏ hơn nữa. Chúc mọi người học tốt nha, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.